Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Tiếp theo sau đây là phần tin thế giới với những tin sau đây. Súng nổ tại trường học ở miền Bắc của nước Đức, một người đã bị thương. Anh Quốc báo động dịch băng khỉ lan tràn. Thổ Nhĩ Kỳ phản đối đề nghị xin gia nhập vào khối NATO của Thụy Điển và Phần Lan. Binh sĩ Nga hối lỗi về tội ác chiến tranh ở Ukraine. Và sau đây là phần tin chi tiết. Thưa quý vị, súng nổ tại trường học miền Bắc của nước Đức, một người bị thương. Cảnh sát đã bắt giữ một nghi can nổ súng tại trường trung học Roy ở phía bắc thành phố Bremerhaven vào sáng thứ Năm, làm cho một nhân viên hành chính của trường bị thương. Thưa quý vị, Bremerhaven là thành phố có một trong những hải cảng lớn nhất của nước Đức. Theo đài truyền hình Đức, thì vụ nổ súng xảy ra vào khoảng 9 giờ sáng, nhưng loại vũ khí được nghi can sử dụng vẫn chưa được xác định. Kẻ nổ súng đã bị tạm giữ, nhưng chưa được xác định danh tính cũng như động lực khiến cho y hành động. Theo hãng thông tấn Đức, TIPA, thì khoảng 200 học sinh có mặt tại trường lúc xảy ra vụ nổ súng, buộc các em cùng với các nhân viên và thầy giáo của trường phải ẩn náu trong lớp học trong một thời gian ngắn, thưa quý vị. Anh Quốc đã báo động dịch ban khỉ lan tràn. Có ít nhất là một ca nhiễm virus gây bệnh ban khỉ đã được xác nhận ở Hoa Kỳ và 13 ca nhiễm đang được điều tra ở Canada. Tuy nhiên, theo các chuyên viên y tế của Anh Quốc, thì cộng đồng thế giới chớ nên hoảng sợ trước nguy cơ lây lan bệnh ban khỉ, còn được gọi là bệnh đậu mùa trên toàn cầu. Cơ quan Y tế Thế giới cho biết, 5 ca bệnh cũng đã được xác nhận ở Bồ Đào Nha và 7 ca ở Tây Ban Nha. Bệnh đậu mùa thường xảy ra tại các vùng Trung và Tây Phi hẻo lánh xa xôi. Bệnh thường nhẹ và hầu hết bệnh nhân bình phục sau vài tuần. Theo Tổ chức Dịch vụ Y tế Quốc gia của Anh Quốc, thì bệnh không dễ lây lan giữa người với người và không có nhiều nguy cơ lan tràn. Ca nhiễm đầu tiên trên thế giới được ghi nhận ở Anh Quốc là vào ngày 7 tháng 5. Cơ quan Y tế của Anh Quốc cho biết, người này đã bị nhiễm bệnh vì đã du lịch ở Nigeria trước khi quay trở về Anh Quốc. Thổ Nhĩ Kỳ phản đối đề nghị xin gia nhập NATO của Thụy Điển và Phần Lan. Theo tin từ Reuters của Istanbul cho hay, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ phản đối về vụ chính phủ Thụy Điển và Phần Lan xin gia nhập tổ chức NATO. Tuyên bố phản đối của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan vào ngày thứ Năm đã gây bất ngờ cho các thành viên của liên minh. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ trước đó tố cáo Thụy Điển và Phần Lan chứa chấp cung cấp vũ khí và bảo trợ tài chính các tổ chức khủng bố gồm nhóm chiến binh đảng công dân Kurdistan PKK và YPG ở Syria. Tin cho hay Ankara quyết liệt ngăn chặn hai quốc gia Thụy Điển và Phần Lan gia nhập liên minh quân sự do Hoa Kỳ cầm đầu. Ankara từng tố cáo nhóm người theo chủ nghĩa Gulenist đã thực hiện âm mưu đảo chính ông vào năm 2016. Thưa quý vị, binh sĩ của Nga đã hối lỗi về tội ác chiến tranh ở Ukraine. Binh sĩ của Nga đầu tiên xuất hiện tại phiên tòa xét xử tội ác chiến tranh diễn ra vào hôm thứ Năm ở Ukraine, đã nhận tội và van xin mọi người hãy tha thứ. Bị cáo tên là Vadim Shishimorin, 21 tuổi, bị truy tố tội giết một thường dân Ukraine 62 tuổi không có vũ khí vào hôm 28 tháng 2, vào khoảng 4 ngày sau khi mà Nga xô quân xâm lược Ukraine. Shishimorin đã cung cấp một bản tường trình chi tiết dẫn đến vụ nổ súng tại tòa án vào hôm thứ Năm. Shishimorin thú nhận là đã sử dụng khẩu súng AK-47 chỉ qua cửa sổ của chiếc ô tô mà họ trộm để tẩu thoát, bắn vào đầu để giết ông Oleksandr Shilipov. Theo Daily Mail, quá phụ của ông Shilipov tên là Katerina đã vượt 5 tiếng đồng hồ để tới Kiev tham dự phiên tòa. Shishimorin là một trong số đông binh sĩ của Nga sẽ bị Ukraine truy tố trong vài tháng tới đây. Tổng công tố Irina Venedytova tuyên bố là sẽ truy tố 41 binh sĩ của Nga can tội hãm hiếp và giết thường dân Ukraine. Shishimorin có thể bị kết án tù chung thân. Mặt khác thì chính phủ của Anh Quốc vào hôm thứ Năm đã phong tỏa tài sản của 3 hãng hàng không của Nga trị giá lên tới 50 triệu bảng Anh, cấm hạ cánh xuống các phi trường của nước Anh. Đây là các biện pháp trừng phạt mới nhất bởi vì Nga xâm lược Ukraine nhắm vào Aeroflot, hãng hàng không lớn nhất của Nga, Russia Airlines và Euro Airlines. Và đó là những bản tin liên quan đến thế giới. Sau phần quảng cáo thông tin thương mại, chị em chúng tôi sẽ trở lại để gửi đến quý vị phần tin Á Châu.